Còn con được tên gì? Chính từ cha và ba cộng đoàn. Con là Maria Trần Thị Tiên. Con là ở giáo xứ ở tại La Di Bình Thuận. Con được hai ơn của Chúa. Ơn thứ nhất con là trước tiên là con bị bú lưỡi. Thì con vô nhà thương ông bú, biểu con là cắt đi. Nhưng mà con bị với chồng con á, là chồng con kêu là cắt đi để sau này nó to ra là nó chết. Thì con mới được nghe đến cha rồi. Thì con nói thôi bây giờ con có cha rồi, con đi về với cha thôi. Thì con đi về là lần đầu tiên con đi, con chưa mua cái máy được. Thì con về con nói chồng con á là đến cha nhiều người bệnh mà được chữa lành lắm. Thì con chồng con không tin. Chồng con có nói là làm gì có. Cái con lần sau con ước ao con đi nữa. Thì con mua cái máy về, con mở ra, con vừa về đến 11 giờ đêm là anh còn nằm anh coi tivi. Thế con mở ra con nghe liền lập tức luôn. Cái anh mình kêu tắt đi, nghe cái gì mà nghe. Con nói chứ trời ơi anh nghe đi hay lắm, tắt tivi mà nghe. Thì anh mới nói con là không có đâu, đó là sự xếp đặt thôi. Chứ tại sao mà cái lưỡi không lành, đi cầu nguyện rồi mà cái lưỡi nó không lành. Con nói trời ơi Chúa ơi sao anh phạm thường vậy. Thì con mới nói là từ từ cầu nguyện sẽ lành chứ đâu mà Chúa cho lành liền. Cái rồi cái máy anh nói là anh chụp cái máy đi. Thì con mới con bán ở chợ á, cái con mở con nghe ở chợ á, cái có chị bạn kêu nói là cái máy này cha giảng hay quá chia lại cho chị. Thì sẵn vậy cho con về nó nói là thôi bây giờ anh đưa đây, con tìm không ra cái máy nữa. Con nói cái máy đâu rồi? Cái con về nó nói anh đưa đây để tôi đi bán lại cho bà chị bạn người ta cần. Cái anh chỉ cho con, anh giấu chỗ đó, cái con đi lấy con đi bán xong và anh giấu trong góc á, con cũng biết nữa. Cái con nói là con đi bán lại thì anh trễ. Thế anh ấy bữa sau con lại không nghe, không có nghe, con bực bội lắm. Cái con lại phải đi gửi, đi lần thứ hai con mua cho được về. Thì lúc đó thì con cũng mở, con vừa khi cái anh rảnh rỗi thì con mở thì anh lại bỏ anh đi. Nhưng sao cái con cầu nguyện Chúa hoài, con nói Chúa ơi xin cho anh có đức tin mạnh mẽ để cho anh được lòng tin của Chúa mà anh nghe máy. Thế rồi về sau thì giờ thì anh cũng đã tin là cũng con nghe máy rồi chà. Hallelujah. Rồi kế tiếp. Ơn thứ hai nữa là con gái con nó làm, nó đi học trong thành phố. Trong hôm nay á, nó thấy hoàn cảnh gia đình mẹ khó khăn quá. Thì nó mới có cái đợt đi phỏng vấn, đi lao động bên Nhật. Thì nó mới điện về con. Nhưng đi coi cũng không có tiền đâu. Cái nó mới nói mẹ ơi, 40 người, 40 đứa bạn nó phỏng vấn. Nhưng mà lấy có 4 đứa à. Thì nó nghe vậy thì nó bỏ hết còn 18 đứa. Thì con mới bảo là thôi con cứ yên tâm đi, để mẹ lo cho. Rồi mẹ đây mẹ nhắn tin cho cha. Mẹ kêu con đó là bấm nhắn tin cho cha. Rồi con cứ cầu nguyện Chúa đi, Chúa sẽ nhắc nhận thôi. Cái sau đó thì con nó cũng được đậu cha. Bây giờ đi được mấy tháng, 4 tháng rồi. Đây cho gửi cho... Dạ ngày mai con đi trên xe con đó là 16 chị. Mà trong khi được 9 chị bên lương cha. Dạ bây giờ mấy người đó họ có một người được ơn cái rồi đi đông lắm cha. Ngày nay được 9 chị. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa đang nhờ mỗi một người tiếp nối công việc mà các tông đồ đã làm ngày xưa là đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Mà anh chị em thấy loan truyền cho người ngoài dễ hay người nhà dễ? Người ngoài dễ. Chị em thấy không? Chị loan truyền cho bao nhiêu người ngoại giáo, cả hôm nay là tới 9 chị đi và có một chị được ơn và muốn lên làm chứng mà chưa được. Trong khi đó người nhà là chính người chồng của mình thì nhất định không nghe, còn đem giấu cái máy đi mà chị phải đem bán đi. Rồi cuối cùng chị tiếc quá chị lại đi mua lại. Và mãi tới bây giờ thì người chồng đã chịu nghe rồi, đã chịu tin rồi. Người ta thực sự ra mình cũng không trách được đâu. Người ta không đến đây, không mắt thấy, không tai nghe, mà chỉ nghe qua cái máy này thì người ta thấy nó khó tin là phải. Mà Chúa cũng dùng những người khó tin như vậy để làm cho lời chứng ấy không phải là của những người nhẹ dạ dễ tin. Lời chứng hùng hồn, lời chứng mạnh mẽ là lời chứng mà có phản lại. Đề thì phải có phản đề.
thì cái đề ấy lúc mà hợp đề nó mới mạnh được. Nếu mà lời chứng mà nói ra ai cũng tin, chưa hẳn là đã lời chứng hùng hồn. Mà những lời chứng ấy nói ra người ta không tin, người ta chưa tin, người ta không muốn tin, nhưng mà rồi cuối cùng người ta phải tin, thì cái việc tin ấy không còn phải là nhẹ dạ dễ tin nữa, mà là những cái lời xác tín của một người giống như là Tô Ma, là tôi phải thấy mà tay tôi phải thò vào cạnh sườn, ngón tay tôi phải chọc vào lỗ đinh thì tôi mới tin. Và Chúa chiều lòng Tô Ma, cũng như ngày hôm nay Chúa chiều lòng những con người cứng tin, để cho một khi họ đã tin rồi thì lời chứng của họ mạnh hơn bất cứ lời chứng nào khác. Con chuyển cái máy này đi cho con của con ở bên Nhật nhé, để nó đem sang bên Nhật, nó đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác. Cuốn tâm thư lòng nhân hậu cũng vậy, con gửi hết sang cho nó. Cái móc khóa cũng gửi sang cho nó, để nó lái xe có Chúa gìn giữ nó. Và cây quạt giáo điểm tin mừng cũng gửi sang cho nó. Cái chàng chuỗi mân côi Chúa lòng thương xót này cũng gửi sang cho nó nha. Để ở bên Nhật người ta giàu có văn minh nhưng mà rất rất ít người công giáo, nó phải là một trong những Gia-cô-bê đi loan truyền tin mừng lòng Chúa thương xót cho người khác. Hallelujah!